chương một nghe chọn bộ tại mê audio com tỉnh lại sau cơn mê hàn phong nhìn khung cảnh xung quanh mà thấy choáng ván trong trí nhớ của hàn phong thì lúc hàn phong làm nhiệm vụ bị thương bị kẻ thù truy đuổi đến cạnh bờ vực phía dưới là biển sâu sóng xô vào vách đá ẩm ẩm Kẻ thù của Hàn Phong thấy con mồi của mình đã đến đường cùng thì vô cùng vui sướng, Tần Lăng, một trong những tên đuổi rất Hàn Phong lên tiếng, Hàn Phong, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ta thật thấy tiếc cho ngươi, dù sao chúng ta cũng là an hem nhiều năm, bây giờ lại trở mặt làm kẻ thù ta thật thấy đau lòng lắm a. À. Hàn Phong liếc mắt, nhếch mép cười khinh bỉ giọng điệu, mèo khóc chuột, giả từ bi, của Tần Lăng, Hàn Phong nói tần lăng uổng công ta tín nhiệm ngươi không ngờ ngươi lại đâm sau lưng ta một nhát như vậy tần lăng cười khả ố nói ha 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 hàn phong trách là trách ngươi là thiên tài trách là trách ngươi được nhiều người xem trọng và một điều quan trọng nữa là hoa hoa cũng yêu thích ngươi hàn phong bây giờ mới hiểu rõ thì ra tần lăng là ghen ghét tài năng thiên phú của mình và đặc biệt là hắn đang hiểu nhầm quan hệ của hàn phong và hoa 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 hoa, hoa là hoa khôi của tổ chức nhỏ tuổi nhưng rất hòa nhã, tài giỏi và thường hay giúp đỡ các thành viên trong tổ chức khi mới gia nhập. Không lâu trước đó Hàn Phong thi hành nhiệm vụ được Hoa Hoa hỗ trợ, nhưng trong quá trình thi hành nhiệm vụ Hoa Hoa bị phát hiện và bị thương, nhưng được Hàn Phong cứu. Nên sự đối đãi của Hoa Hoa với Hàn Phong tương đối than thiết hơn những người khác, Hàn Phong chỉ xem Hoa Hoa là em út trong nhà mà đối đãi, không ngờ lại gây nên chuyện như ngày hôm nay. Hàn Phong định lên tiếng giải thích nhưng vừa ngước mắt lên thì đập vào mắt Hàn Phong là một cây sung lục trên tai Tần Lăng. Với khả năng của Tần Lăng thì khoảng cách gần như hiện tại thì độ chính xác là 100%. Tần Lăng lên tiếng cười, ha ha, sau đó bóp cỏ, đùng, đùng. Chương 2, nghe chọn bộ tại mê audio.com hai tiếng sung vang lên cả người hàn phong như diều đứt dây ngã về phía sau bờ vực trước khi nhắm mắt hàn phong thấy trước mắt toàn là nước và sấm chớp ầm ầm thì ra là mưa ông trời cũng khóc thương cho hoàn cảnh hiện giờ của hàn phong sau khi hàn phong rớt xuống biển thì đột nhiên trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại hàn phong cảm thấy mình như đang ngao du trong một đường hầm u tối vậy đột nhiên xa xa hàn phong thấy một đốm sang dần dần càng rõ hơn sau đó a a a đoạn trí nhớ của kiếp trước vừa đi qua thì một đoạn ký ức mơ hồ cũng nhập vào trong đầu của hàn phong qua đoạn trí nhớ mơ hồ kia hàn phong xác định được là mình đã xuyên không đến một đại lục xa lạ là đại lục thiên la và tên của than thể này là tiêu phong nhị thiếu gia của tiêu gia tại thạch đầu trấn tại thạch đầu trấn, tiêu gia cũng chỉ đứng thứ ba phía trước còn có hoa gia, mặc gia. Hàn Phong ngồi dựa vào gốc cây gần đó để tiếp thu lượng thông tin mới vừa được truyền vào não mình, thì ra tiêu phong là một phế vật, không phải là một phế vật bình thường, ở đại lục thiên la. Nếu ngươi không tu luyện được ma pháp thì có thể theo chiến sĩ, còn có dược sư, luyện khí sư, và đặc biệt là triệu hồi sư, một ngành nghề mà cả ngàn năm nay chỉ xuất hiện lác đác vài người chỉ cần một bàn tay có thể đếm được thế nhưng tiêu phong này lại chẳng thể làm được một việc gì trong những nghề nêu trên, thật là một sự sĩ nhục cho tiêu gia. Thế nhưng, người tiêu gia không ai xem thường tiêu phong, mà còn quan tâm, bảo bọc tiêu phong. Nở một nụ cười tự diễu, Hàn Phong lại thấy chớ trêu kiếp trước là một thiên tài, kiếp này lại là một phế nhân ngẫm nghĩ lại hàn phong mới biết được thì ra hôm nay tiêu phong cùng đại ca và cha ra ngoài nhưng do lâu ngày không ra đường tính tỉnh lại nhút nhát nên qua một khu chợ do quá đông người nên bị lạc cha và đại ca hai thở dài một hơi hàn phong lại không biết nên thấy mình may mắn hay thất bại đây sau khi lạc cha và đại ca tiêu phong lang thang thì gặp một nhóm người của hoa gia khi thấy tiêu phong cả đám súm lại chu chọc ai ra ra, đây không phải là nhị thiếu gia của tiêu gia sao, một tên phế vật toàn năng đây sao, ha ha ha. Tiêu phong hoảng sợ, bỏ chạy, thì cả đám đang vui cười đột nhiên mất hứng, trở nên tức giận. Bọn chúng biết tiêu phong không thể làm gì được bọn chúng nên càng quá đáng miệt thị tiêu phong sau khi tiêu phong chạy đi, cả đám cũng đuổi theo, một tên lên tiếng, đứng lại cho ta. Chương 3, nghe chọn bộ tại mê audio com Tiêu phong vẫn cắm đầu chạy, khi dừng lại thì thấy phía sau là một vách núi treo leo, gió thổi bay quần áo bay giạt ra phía sau kêu, bần bật tiêu phong ngẩn đầu lên. Cặp mắt hoảng sợ nhìn đám người hoa ra đang đi tới gần, đừng. Đến, gần, giá cả đám hoa ra như nghe được chuyện cười cười hà hà nhưng bước chân vẫn bước đầu tới trước mặt tiêu phong tiêu phong thấy vậy cũng hoảng loạn vẻ mặt hoảng sợ nhìn lên đằng trước nhưng bước chân lại thụt lùi ra sau nhưng a a a tiêu phong do vấp một viên đá mà trượt chân té xuống vách đá chết nên hàn phong mới có cơ duyên để hoàn dương trong thân thể tiêu phong hàn phong tự nói với lòng Tiêu Phong ta sẽ không sống phí cơ hội lần này đâu, ta sẽ sống cho cả ta và ngươi, sẽ đứng trên tất cả mà nhìn những người đã hại ngươi, bây giờ ta sẽ là Tiêu Phong, nhị công tử Tiêu gia. Hàn Phong hôm nay đã chết. Nhìn quang cảnh xung quanh, Tiêu Phong mới nhìn kỹ, xung quanh cây cối um tùm, nhưng đột nhiên ánh mắt Tiêu Phong dừng trên một lùm cây. Tuy nói là lùm cây nhưng theo kinh nghiệm của tiêu phong thì nó không đơn giản quả như tiêu phong dự đoán, phía sau lùm cây là một sơn đông tối mù, nói đúng hơn thì là một cái hang. Vì cửa vào chỉ đủ cho một người lớn trườn qua mà thôi, bức quá bây giờ tiêu phong chỉ mới 15 tuổi, cộng với thân thể gầy yếu xanh sao thì cái lỗ này cũng không làm khó được hắn sau khi tiêu phong trườn được vào trong hang động, không như tiêu phong thấy như bề ngoài, càng vào sâu bên trong thì hang động càng lớn. Lúc này tiêu phong đã đứng cả người dậy và bước đi, khi đi tới chính giữa sơn động, tiêu phong thấy có một cái ao nhỏ, đang phát ra một ánh sang xanh mê hồn, tiêu phong cảm giá cả cổ họng khô rát. Khi thấy ao nước kia, tiêu phong không do dự liền lao tới phía trước ngụp mặt xuống uống lấy uống để, nhưng kỳ lạ thay khi tiêu phong uống nước vào cả cơ thể tiêu phong như sa mạc gặp mưa rào mát mẻ thần kỳ hơn là những vết thương khi té xuống vực cũng biến mất tam tiêu phong tự nhủ quá là thần kỳ đi như thuốc tiên vậy sau khi tiêu phong uống xong ngước đầu nhìn xung quanh thì thấy xung quanh cái ao mọc lên những cái cây có trái màu đỏ rực phát ra hỏa diễm nhẹ nhàng xung quanh mà đặc biệt trên cây đó lại có 7 quả có màu sắc khác nhau, theo tiêu phong thấy thì có đỏ, xanh, vàng, trắng, đen, xám, cam, nhìn thật đẹp mắt đột nhiên. chương 4, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Ồt ọt, bụng tiêu phong, nổi loạn khi thấy những trái kia, không trần trừ, tiêu phong liền với tay hái những quả kia xuống ngồi ăn, những quả kia chỉ to bằng nắm tay em bé, mùi vị ngọt thanh, ăn vào ấm ấm, vào miệng liền tan, đúng là cực phẩm A, à, tiêu phong ngầm cảm khái tuy nhiên, cảm giác ngon miệng qua chưa lâu, cả người tiêu phong như bị lửa đốt, nóng ran, sau một khắc lại lạnh buốt sau đó tê dần. Rồi các cảm giác khó chịu cứ luân phiên nhau ùa tới, cơ thể tiêu phong căng cứng lên, sau đó cảm giác nóng rát dần tăng lên nhiều hơn. Tiêu phong vội ngoài người xuống cái ao gần đó mới gảm bớt được cảm giác khó chịu nhưng hình như ông trời không thương tiêu phong khi vừa mới dễ chịu một chút thì tiêu phong cảm giác như những đau nhức ấy lại tăng lên cả chục lần a a a tiêu phong hét lên thảm thiết sau đó ngất xỉu sau khi tiêu phong ngất xỉu trong hồ nước đột nhiên xuất hiện khói trắng lan tỏa khắp nơi thì ra là do nước bốc hơi đột nhiên dưới đáy hồ xuất hiện một đốm sang dần dần bay lên không trung nhìn kỹ lại thì thấy đó là một chiếc nhẫn mà bạc trên than nhẫn có những hoa văn kỳ lạ sau khi bay lên chiếc nhẫn lền hướng ngón tay giữa tiêu phong bay đến thì ra khi tiêu phong rửa mặt đã làm máu của mình qua miệng vết thương pha vào nước trong ao khi gặp được cơ duyên máu của tiêu phong thấm vào trong nhẫn dùng máu nhận chủ nhưng do giới chỉ này đã quá lâu năn lượng bùn đất trong ao bám phí ngoài sau một thời gian máu tiêu phong thấm vào mới phát huy được tác dụng sau khi chiếc nhẫn được đeo vào tay tiêu phong thì màu sắc hồ nước cũng ảm đạm dần theo thời gian không phải màu sắc nước mất đi do mất chiếc nhẫn mà là do nó được hấp thu vào người tiêu phong, đồng thời trong người tiêu phong cũng thải ra một lượng lớn chất dịch màu đen. Dung mắt thường có thể thấy được sự đào thải của cơ thể tiêu phong. Không biết qua bao lâu, mi mắt tiêu phong khẽ động, mở mắt ra nhìn xung quanh vẫn không thay đổi, vậy không phải là mơ, khi tiêu phong nhìn xuống cái ao thì một cảm giác ớn mửa dân tràn vì cái ao tuyệt đẹp lúc trước giờ đã thành một hố bùn, đầy mùi tanh hôi, nhưng Tiêu Phong đâu biết đó là do mình làm ra đâu chứ, thật kinh khủng, tại sao lại như vậy? Tiêu Phong tự hỏi đột nhiên có một giọng nói, ồ ồ, từ trong không trung truyền đến. Trường 5, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, tiểu tử, không ngờ ngươi có thể ăn hết được 7 quả của cây thất lung linh quả. Thất Lung Linh quả Tiêu Phong lẩm bẩm, "Đúng a, à, nó là Thất Lung Linh quả, cây linh quả này chân quý vô cùng, có thể cả ngàn vạn năm sau cũng chưa chắc có lại, thế mà ngươi ăn một lần hết sạch bảy quả của nó." Nếu ai ăn được và luyện hóa được hết tác dụng của bảy quả của cây Thất Lung Linh quả thì sẽ đạt tới một cấp bậc thần thánh, thoát ra khỏi kiềm chế của tự nhiên nói cách khác thì nếu ngươi luyện hóa tốt thì ngươi sẽ thành một người cường đại nhất của đại lục thiên la hay là của cả thế giới này thật thần kỳ như vậy tiêu phong nói đúng vậy a à, cơ duyên của ngươi quả không tồi nhưng mà có một điều muốn luyện hóa được thất lung linh quả ngươi phải đạt tới cấp bậc tôn giả mà hiện tại ngươi xem ra là cấp bậc sơ cấp của các ngành nghề trong đại lục thiên la ngươi cũng chưa đạt được Tiêu Phong nghe vậy xấu hổ cúi đầu, tuy nhiên giọng nói đó lại tiếp tục. Cũng may, người đã được Hồng Hoang Giới chỉ nhận chủ giúp người kiềm hãm bớt uy lực của Thất Lung Linh quả nếu không thì người đã mất mạng từ lâu rồi chứ. Đừng nói tới luyện hóa Thất Lung Linh quả, Hồng Hoang Giới chỉ Tiêu Phong kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy a, à, Hồng Hoang Giới chỉ là thần vật từ khi khai thiên lập đại tới nay, do người xưa truyền lại cũng không biết ai là người tạo ra nó và nó có sức mạnh như thế nào nhưng theo ta được biết thì bên trong hồng hoang giới chỉ có chứa bảy thần thú mà muốn đánh thức được các thần thú này ngươi phải làm cho chúng tình nguyện thức tỉnh vì ngươi thần thú nếu vậy ta không phải trở thành vị triệu hồi sư duy nhất hay sao tiêu phong nói đúng ngoài các thần thú ngươi cũng có thể khế ước với các loại yêu thú bên ngoài khế ước yêu thú, tiêu phong há miệng trợn mắt nói ha, 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 có gì mà ngạc nhiên, bây giờ ngươi lo tập trung tu luyện trước đã, giờ ngươi chưa có khả năng và thiên lực để thực hiện việc này. Ủa, mà ngài là ai mà sao lại nói cho ta biết những đầu này, tiêu phong nghi hoặc nói.